Đó là tính năng này. Để dùng mặt ra nha. Con này nhỏ không dữ quá. Mày là phúc không đọc nữa nha. Ồ, mà cũng đẹp rồi nè. Chưa bắt chưa chạm nhỏ nè. Phùng anh à. Ghê. Không dữ ghê nha. Ồ, ghê. Phùng anh đẹp ghê. Hello, xin chào cả nhà và các bạn nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay của mình nha cả nhà. Đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay mình lại dẫn cả nhà đi thăm bãi rặng nữa cả nhà ơi. Hôm nay đến ngày đi thăm bãi rặng nè. Đây, để mình review dụng cụ hôm nay thăm bãi rặng cho cả nhà xem nha. Đây, đầu ngày hôm nay thăm bãi rặng cũng như mọi ngày thôi cả nhà ơi. Hôm nay bệnh cả nhà ơi. Kháng tiền là nổi không nổi. Đây, bao bảy rặng thì có bao đường rặng nha cả nhà. Chuột à, đây còn 17 con chuột à, lúa lương cho những chú chuột. Rồi à, đến cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Cả nhà xem mọi người cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Rồi, đến cái bẫy đầu tiên luôn cả nhà ơi. Rồi, bẫy đầu tiên phải tự cuộc luôn cả nhà. Gì hết. Nhà ra luôn. Rồi chuột con luôn cả nhà. Rồi để mình lúc mà để đặt lại đây để cái tiếp theo mình quay cả nhà xem tiếp nha. Ở đây mình còn cái tiếp theo luôn cả nhà. Ồ, nặng nặng, không biết gì đây. Ồ, hổ mèo cả nhà ơi. Nhìn thấy hổ mèo à. Ồ, chào bả luôn, con này bự cả nhà. Hổ mèo giờ là khá to cả nhà ơi. Đang bắt cho cả nhà xem nha. Mở bao ra cho cả nhà xem nha. Đây, mở bao con mèo cho nhà xem. Lòng kiện không cả nhà. Bây giờ nó còn khá to cả nha. Đó, chuẩn bị phùng mang lên cả nha. Rồi, đến bắt ra nha cả nhà. Bắt ra tuân thủ đi thăm cái khác nha. Rồi cả nhà, mình vừa bắt hổ mèo ra cả nhà. Hổ mèo ở đây là cũng khá to nha. To lắm. Gần cả ký chứ. 6-7 lạng. Hơn. Hôm nay về ngâm rượu là
ok luôn. Rồi để mình vô chuột đặt lại để cả theo quay cả nhà xem tiếp nhé. Tiếp tục cả nhà, để mình còn cái nữa cả nhà. Ngay trước vợ con ở nhà con chuột luôn. Chuột bây giờ nó bự ghê cả nhà. Cho bịt lên. Rồi ọc máy mình đặt lại để cả tiếp theo qua cả nhà xem tiếp nha. Vừa mới thăm cái bãi kia cả nhà. Tìm không thấy, bây giờ mới thấy ra là những con hổ mèo bị chết nữa cả nhà. Kiện nhiều quá, kiện quá trời kiện, bị kiện càng chết này. Nó mới chết cả nhà, con này nhỏ hơn con lúc này nữa cả nhà. Để mình xử lý cái này rồi đặt lại những cái tiếp theo quay cả nhà xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà ơi, mà giờ mình thăm mấy cái mà không có rồi nha. Đây mình còn cái nữa. Này cái mới vô cái thứ hai thứ ba thì có gặm hổ mèo. Mở đầu là meo meo meo, bây giờ là meo meo mèo luôn rồi cả nhà. Này bể đòn luôn quá. Đây còn cái việc đặt đầu rồi. Để bịt lỗ nữa. Đây. Đây rồi. Cho trọng lọng này này. Meo 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 nữa cả nhà ơi. Này hộ mèo nữa. Con này nhỏ hơn con kia cả nhà. Hôm nay ngày gì? Đi toàn trạng độc không cả nhà. Hộ mèo không? Cục đuôi nữa chứ. Đó nó phì mang nữa. Ghê. Để vô mình bắt ra cả nhà nha. Con này nhỏ mà hung dữ các bạn ơi. Cùng mang. Ngoài là phun độc nữa các bạn nha. Ồ, mang cùng đẹp nữa cả nhà. Chưa bắt chưa chạm gì nữa mà nè. Phù mang mà. Ghê. Hung dữ ghê các bạn nha. Ồ, ghê quá. Phù mang đạt ghê. À, để mình ọp máy mình bắt ra rồi nha. Rồi bạn, mình bắt ra luôn rồi. Hai con luôn rồi nha. Sáng giờ mới được hai con hổ mèo. Mày bể đầu rồi cả nhà. Còn mấy cái này hết luôn bậy. Rồi, để mình ập máy đến cái tiếp theo quay cả nhà xem tiếp nha. Rồi, tiếp tục cả nhà. Mưa tới luôn rồi. Các mình thăm cả hai cái nữa. Hết bậy nha. Đây mình còn cái luôn rồi nha. Này bể đầu ở cả nhà. Thấy luôn rồi cả nhà. Nhà phải à. Đây để mình quay luôn cả nhà. Đây, một con cặp nia nữa cả nhà.
Hôm nay cặp nghe nhiều dữ. Để ra bắt ra lại nha, tranh thủ mưa. Đây nha, mình mới bắt con cặp nghe ra cả nha. Nhìn ghê quá. Đây, mình up video mình đặt lại nha. Mình vừa về tới nhà cả nha. Hôm nay bệ đầu có vặn ngâm rượu không, không có vặn ăn nha cả nhà. Đây, một con cặp nia. Hai con hộ mèo cả nhà. Mèo bự luôn cả nhà. Cặp nia bự. Đã ngâm rượu không à? Hôm nay không có tặng ăn nha cả nhà. Rồi. Video mình cũng xin kết thúc tại đây cả nhà. Cả nhà xem không hay, hôm nay video không hay cả nhà cũng ủng hộ mình bằng cách cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau nha. Bye bye. Chúc cả nhà vui vẻ, sức khỏe nha.